hậu đám cưới, cô dâu 61 tuổi, Lai Tri khẳng định, chị không chấp những người đó, bởi không cùng đẳng cấp với mình. Chị nghĩ người ta sinh ra lớn lên, ở khe núi 26 năm, thì bản chất không đổi được. Chị đã lấy được chồng rồi, ai muốn nói gì thì nói, chị không chấp, bởi những người đó, không thuộc cùng đẳng cấp với mình, cô dâu Thu Sao, thẳng thắn bày tỏ. Ngày 20 tháng 9, cặp đôi Lê Thị Thu Sao, 61 tuổi, Cao Bằng, và anh Triệu Hoa Cương, 26 tuổi, đã chính thức về chung một nhà. Chuyện tình của cặp đôi này đã vấp phải nhiều ý kiến, tranh luận trái chiều của dư luận khi mọi người cho rằng chú rể đến với cô dâu không phải vì tình yêu mà vì ham giàu. Bỏ qua những lời bình luận ác ý, cặp đôi vẫn quyết tâm đến bên nhau. Nhìn lại đám cưới của cặp đôi, nhiều người gửi lời chúc phúc. Một số người thấy áy ngại, trong khi đó vẫn có người lên tiếng chỉ trích, ném đá. Có thể nói, dù hạnh phúc khi được về chung một nhà, nhưng cặp đôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, áp lực, thậm chí, ngay cả trong lễ cưới trọng đại, họ còn bị người khác đến quấy rối, mỉa mai, chửi rủa. Vì lẽ đó, sau khi công việc trọng đại được tổ chức xong xuôi, cặp đôi đã cùng bạn bè thân thiết đến một quán bar ở gần nhà để giải tỏa mệt mỏi. Mới đây, cô dâu Thu Sao tiếp tục livestream trên trang cá nhân, chia sẻ về cuộc sống mới của chị, cũng như về áp lực, thời gian qua, chị và chồng phải. Theo chị Thu Sao chia sẻ, trong đoạn livestream như sau, tình yêu phẳng lặng là tình không đẹp, tình yêu phẳng lặng dễ tan dở lắm. Nhiều người nói, chồng chị chỉ nhìn vào khối tài sản tuy nhỏ bé, nhưng ai cũng nói sai về chồng chị rồi. Chị nghĩ, người ta sinh ra lớn lên, ở khe núi 26 năm, thì bản chất không đổi được, chị đã lấy được chồng rồi, ai muốn nói gì thì nói, chị không chấp. Bởi những người đó, không thuộc cùng đẳng cấp với mình. Mình chấp người ta làm gì, việc mình làm, cơm mình ăn, nhà mình ở, không phải xin ai, không phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mình nói thật lòng, tình yêu của mình vất vả, bị nhiều người muốn dùi dập. Ai đã yêu và đang yêu thì nên hiểu tình yêu như thế nào. Tình yêu là có sức mạnh nhất, về chung một nhà thì tình yêu nhân đôi, nên ai muốn phá cũng chẳng phá được. Cô dâu 61 tuổi cũng thẳng thắn, cái gì thuộc về mình thì mãi mãi là của mình. Mình sống với tình yêu của mình, không cần phải đôi co với những người ghen tị, ganh ghét mình. Mình sống với nhau 5 năm, 10 năm mà được sống vui vẻ hạnh phúc, còn hơn 50, 60 năm mà le lói suốt cuộc đời. Chị bây giờ đã mãn nguyện rồi. Nếu chị chỉ sống được 2, rồi đi trước, chị vẫn lo là có ai chăm lo được chồng mình như thế không? Sau cùng, chị Thu Sao dành lời khuyên đến những cô gái trẻ, những ai đang có gia đình thì hãy cố gắng gìn giữ, dung đắp tình yêu để giữ mãi ngọn lửa hạnh phúc. Chúng ta đừng quan tâm đến người khác quá nhiều, chúng ta chỉ cần sống làm sao chơi đẹp lòng những người thực tâm chúc phúc và yêu thương chúng ta mà thôi. Chị Thu Sao cũng chia sẻ thêm rằng, từ khi chuyện của mình bị cộng đồng mạng quá chú ý và soi quá nhiều, chị đã không còn chấp nhận lời kết bạn nào mới nữa. Đồng thời chị cũng phải chặn khá nhiều người vì những lời mỉa mai xúc phạm chuyện tình cảm của chị. Nhà gái đòi thêm 1,7 tỷ trong đám cưới, phù dâu quay sang cầu hôn chú rể. Do con trai bên gia đình nhà gái thiếu nợ, mẹ cô dâu đã yêu cầu chú rể phải đưa thêm 1,7 tỷ đồng ngay trước giờ đón dâu mới chịu gả con gái, nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra. Hôn nhân là sự kiện trọng đại của cả đời người, cần có sự đồng ý và bàn bạc kỹ lưỡng của cả hai bên gia đình. Thế nhưng, một gia đình nhà gái ở Trung Quốc lại lật mặt nhanh chóng, đưa ra những yêu cầu quá đáng với nhà chú rể ngay trước giờ đón dâu. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người bất bình. Theo đó, cô dâu và chú rể đã yêu nhau nhiều năm nên cả hai quyết định tiến tới hôn nhân trong sự đồng thuận của cả bố mẹ hai bên gia đình. Trong ngày trọng đại, chú rể cùng người thân, bạn bè và hàng phù rể đã đến nhà cô dâu từ rất sớm với nhiều lì xì đỏ trên tay. Thế nhưng, trái với không khí vui vẻ náo nhiệt như mong đợi, bên gia đình nhà gái không có bất cứ ai đòi tiền lì xì. Bố mẹ cô dâu ngồi trong phòng mặt tỏ vẻ nghiêm túc, khiến chú rể và gia đình linh cảm có điều gì đó không ổn. Lúc này, chú rể lên tiếng hỏi bố mẹ vợ và nhận được câu trả lời cả bên nhà trai hốt hoảng. Mẹ vợ nói rằng nếu hôm nay chú rể không đưa thêm 500.000 tệ, khoảng 1,7 tỷ đồng, họ sẽ không để nhà trai rước dâu. Ban đầu, chú rể nghĩ rằng đây chỉ là câu nói đùa của nhà gái. Tuy nhiên, mẹ vợ nói với chú rể bằng thái độ rất nghiêm túc rằng con trai nhà họ đang thiếu nợ bên ngoài, nhà không có tiền nên cần con rể đưa thêm sinh lễ.
Đến lúc này chú rể và họ hàng mới vừa lẻ ra câu chuyện, chú rể thẳng thắn nói rằng bản thân anh không có nhiều tiền, sau khi kết hôn anh sẽ cố gắng làm ăn để kiếm tiền lo cho đôi bên gia đình. Tuy nhiên mẹ cô dâu nhất quyết không đồng ý, đòi phải chồng tiền mới gả dâu. Nhận thấy thái độ gay gắt của bố mẹ vợ, chú rể quay sang hỏi cô dâu, nếu hôm nay anh không có tiền đưa cho gia đình em sẽ không đi cùng anh đúng không? Đáp lại lời chú rể và tình cảm mấy năm qua, cô dâu buồn bã trả lời, xin lỗi anh, em không còn cách nào khác. Hai bên gia đình sau đó tranh cãi kịch liệt, cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm khi một phù dâu bạn thân của cô dâu lên tiếng. Tại sao con trai nhà các người thiếu nợ lại bắt con rể phải trả? Anh ấy không xứng với con gái của các người ư? Nếu sau này không phải là nợ tiền mà có người muốn con trai các người phải chết, các người cũng định bắt con rể làm vật thí mạng sao? Nếu như vậy thì chú rể thật sự phải cảm ơn các người vì cho anh ấy thấy rõ bộ mặt thật và đám cưới chính thức vẫn chưa diễn ra. Ngay sau đó, phù dâu quay sang cầu hôn chú rể trước mặt đôi bên gia đình. Sau một lúc suy nghĩ, chú rể đã kéo phù dâu rời đi trước sự ngỡ ngàng của gia đình nhà gái. Nhà Phương và Trường Giang đi dép tổ ong chụp ảnh cưới. Album ảnh cưới của Nhà Phương và Trường Giang vừa được công bố cặp sao chụp ảnh tại Sutoro thay vì những địa điểm nổi tiếng. Tối ngày 22 tháng 9, những khoảnh khắc đẹp trong album cưới của Nhà Phương và Trường Giang đã được chia sẻ. Cặp sao thực hiện bộ ảnh cưới tại Sutoro thay vì các điểm ngoại cảnh nổi tiếng. Cô dâu Nhà Phương và chú rể Trường Giang diện trang phục cùng tông trắng, cặp sao còn đi dép tổ ong trong một số bức ảnh. Từ khi còn yêu nhau, không ít lần Mười Khó và Nhà Phương cùng đi dép tổ ong khi xuất hiện. Những khán giả yêu mến hai nghệ sĩ còn trêu cặp sao chuộng mốt dép tổ ong thần thánh. Chia sẻ về trang phục cô dâu, nhà thiết kế Trung Thanh Phong cho biết là tông màu trắng và kiểu dáng quay ngược gợi cảm, nhưng nền vải đã được đính kết ngọc trai lấp lánh, đồng thời chân váy cũng gây ấn tượng với phần chỉ tua rua khiến tổng thể trông mềm mại bắt mắt. Nhà thiết kế Trung Thanh Phong cho biết hai diễn viên rất ăn ý nên bộ ảnh được thực hiện rất nhanh chóng. Bản thân Nhà Phương cũng không yêu cầu cao về trang phục và make-up hay kiểu tóc cầu kỳ. Cô chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tóc buộc gọn về phía sau hoặc đơn giản để xõa. Chia sẻ với phóng viên, nhà thiết kế Trung Thanh Phong cho biết, trong ngày cưới, nữ diễn viên Yêu Đi Đừng Sợ sẽ mặc hai bộ váy, một váy cho lễ truyền thống và bộ còn lại để tiếp khách. Lễ cưới của cặp sao được tổ chức vào chiều 25 tháng 9 tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Vẻ đẹp của Nhà Phương trước ngày lên xe hoa, gần đây nhiều nguồn tin cho biết nữ diễn viên đã mang bầu, tuy nhiên cô thường từ chối trả lời về nghi vấn này. Theo tiết lộ từ phía gia đình, khu vực tổ chức hôn lễ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thắt chặt an ninh và chỉ những người có thiệp mời mới được di chuyển vào phía trong. Trước đó, cặp sao tổ chức lễ đính hôn kín đáo tại Hội An, Quảng Nam. Người thân cũng phủ nhận tin đồn cặp sao tổ chức lễ rước dâu tại Quảng Nam bằng máy bay. Tin đồn này được lan truyền trên mạng xã hội vào chiều 22 tháng 9. Phép cộng đơn giản giữa Nhà Phương và Trường Giang thành tình yêu, cặp sao đã trải qua nhiều sóng gió trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Nhà Phương và Trường Giang hẹn hò 3 năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Hôm ngày 18 tháng 1, Trường Giang gây xôn xao khi cầu hôn Nhà Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp tại đêm trao giải Mai Vàng. Anh xúc động thổn thức khi ngỏ lời với Nhà Phương. Hôm ngày 24 tháng 8, họ tổ chức tiệc đính hôn tại Quảng Nam.